Xin chào quý khách hàng, hôm nay thì em sẽ test sóng cũng như là cái độ xa của bộ micro B-Audio BM88. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính thì có sản phẩm mới về, thì em lưu qua một lượt cho mọi người cùng xem ha. E3, mã hiệu là BA2.20 Pro. Đây là model mới nâng cấp cải tiến chút xíu so với cái model trước đây ha mọi người. Rồi, hôm nay về được tổng cộng là đơn hàng của mình là sẽ có 100 cái nha mọi người. Nhưng mà trước mắt là công ty mới giao qua chỉ có 30 cái thôi. Mọi người có thể nhìn thấy rõ trên video ha. Bây giờ mình đi vào nhân vật chính của mình ngày hôm nay. Đó là bộ micro B-Audio BM88. Lô hàng mới về cách đây đâu đó khoảng 1 tuần, em vừa mới đăng trên kênh YouTube đó mọi người. Số lượng em đang có là 40 bộ. Thì hôm qua hôm kia gì đó, nhà phân phối là công ty Hoàng Gia, đại diện là anh Khôi. Ảnh cũng đã test trực tiếp tại văn phòng của công ty Hoàng Gia, là cái độ xa nó rất là xa, xa thăm thẳm chiều trôi luôn. Nhưng mà hôm nay làm thanh số trí tâm của bên em, cũng tranh thủ cố gắng test lại một lần nữa, để những quý khách hàng mà có nhu cầu mua sắm hoặc là muốn trải nghiệm cái dòng này thì mình xem video này thì mình cũng có một cái độ tin cậy nhất định ha mọi người. Thì trước tiên mình cần phải dò cái sóng sạch nha mọi người. Dò sóng đảm bảo cho nó sạch sẽ, thơm tho, để nó không có lấn chồng lấn với lại những cái băng tần sóng khác. Em lấy ví dụ như hiện tại mọi người thấy trên video, kênh bên trái sẽ là 646 MHz, kênh phải sẽ là 687.5. Tất cả là cả hai đều rất là sạch, không có một cái nút sóng nào trên đây ha mọi người ha. Đảm bảo là sạch sẽ thơm tho rồi đó. Lưu ý giùm em là khi mình dò sóng sạch đó mọi người, mình nên bưng thiết bị nó ra ngoài vị trí như vậy, như em đang để đây nè mọi người. Như mọi người thấy trên video ha. Có một số tình huống á, ngay cả bộ micro Shure hoặc là Sennheiser cũng như vậy. Khi mình để bên ngoài như vậy nè thì sóng nó rất là sạch sẽ, thơm tho. Nhưng mà khi mình để lên nguyên cái dàn hệ thống của mình á, thì nó sẽ nhiễu thêm một chút xíu. Thì cái nguyên nhân đó thì mình không thể nào giải thích cũng như là không thể nào loại trừ được. Thành ra cái biện pháp an toàn nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất là mình nên lôi ra ngoài đó như vậy nè, để mình dò sóng là đảm bảo cho nó sạch sẽ ha mọi người ha. Rồi, để không mất thời gian mọi người thì em sẽ nhờ một bạn kiểm tra giùm em ha. Cầm hai tay mic. Cái quy trình của mình á, là mình sẽ đi thẳng qua bên kia đường để xem coi 1, 2, 3 cái xe tải á mọi người, nó đi qua đi lại xem coi sóng nó có ok hay không á. Đóng cửa lại luôn, đóng cửa lại luôn để cho ngăn bớt khoảng cách cho nó dễ ha mọi người. Alo, ok, có tiếng rồi đó. Thì cứ đi thẳng qua bên kia đi, xong rồi sau đó mình sẽ đi dọc một cái góc chéo qua bên này, bẻ khúc luôn cho nó khuất tầm nhìn để xem cái độ lợi hại của cái phần P-Audio BM88 như thế nào nha mọi người. Ok, đi, vừa đi vừa alo nha. 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Em đang đứng gần cái lò nha 1, mọi người, cho 2, mọi người nghe. 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2. Xe tải chạy qua chạy lại ok ha mọi người ha, sóng rất là khỏe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đi qua bên này. 1, 2, 1, 2. Rất là xa rồi nha mọi người. 1, 2, 1, 2, 1. Mọi người nhìn thấy không? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qua bên này đường đi, qua bên này đường cho nó khuất góc luôn. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi, nó khuất tầm nhìn 1, nha mọi người. 2, em sẽ zoom nhỏ lại cho mọi người xem ha. 1, 2. Đó, cái loa em nằm đây nè. Rồi nó khuất ra bên kia. Ok, tới quán Lập Vườn rồi thì để em 1, ra cho mọi người xem nha. Đây, em sẽ zoom thiệt là xa. Cái quán Lập Vườn nè, mọi người thấy cái chữ Lập Vườn không? Ai tới cửa hàng của em là sẽ biết cái quán Lập Vườn ha. Rồi, đứng im đó đi. Vô đây. Sóng vẫn còn ngon lành nha mọi người. Hay. Ok ha. Sóng vẫn còn ngon lành. Tiếng vẫn còn ngon. Nghe xèo xèo là biết rồi nè, đúng không? Đó, mình nghe tiếng ok, liên tục là thấy ok rồi đúng không mọi người? Thì video này chủ yếu là em để kiểm tra lại một lần nữa thôi. Chứ đã nhà phân phối người ta đã thật sự kiểm tra rồi thì em làm này nó có vẻ hơi thừa, nhưng mà để cho mọi người tăng cái độ tin cậy. Ok đúng không mọi người? Thấy thích thì cho em một like nha. Và video số 2 thì em sẽ giới thiệu lại. Không phải giới thiệu lại mà là giới thiệu mới, siêu phẩm nha mọi người.
E3 BA220 Pro. Này có màu đen ha, cho mọi người cùng xem luôn cho nó đã như thế nào nha. Rồi cảm ơn mọi người.